Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Thì mình là Trung đây. Hôm nay như đã hứa là mình sẽ tiếp tục lên cho video về kinh tế vĩ mô chương trình mới cho các bạn nhé. Và ở video hôm trước ấy, thì chúng ta đã cùng học xong này về cái lý thuyết chương 2 rất là dễ thôi đúng không nào? Ok nhá. Đó thì hôm nay này, như đã hứa mình sẽ chuyển đến phần bài tập cho các bạn. Và đầu tiên ấy là mình sẽ cùng đi cùng các bạn này về những cái câu bài tập trắc nghiệm nhá. Đây và bài tập này mình lấy trong sách bài tập thôi. Được không? Thì về cái tài liệu mình đã gửi cho các bạn ấy thì đã có hết mấy cái phần này rồi chưa nào thì nhá bây giờ mình sẽ cùng chơi với các bạn này đầu tiên là chúng ta hãy cùng đi vào câu số 1 câu số 1 nội dung như sau nội dung nào sau đây được tính vào thành phần tiêu dùng trong GDP đúng không thì ta biết rồi đấy tiêu dùng đúng không thì ta biết rồi nếu mà theo pháp tiêu dùng ấy thì GDP sẽ bằng cái gì các bạn nhớ không GDP đây nó sẽ bằng cái gì thì bạn biết rồi nó sẽ bằng là C cộng I cộng G cộng S chứ M đúng không? Hay gọi là cộng NX ấy. Vì NX bằng S chứ M mà. Đúng không? cộng S trừ M Được chưa nào Rồi nhá Đó Thì đây, các bạn thấy là gì Người ta hỏi là nội dung nào đây được tính vào thành phần tiêu dùng đúng không Thì chúng ta thấy Đầu tiên là hộ gia đình chi tiêu Thì nó sẽ được tính vào C nhá Ok nó được tính vào C Được chưa nào Vậy cái này ok nhá Tiếp theo này Hộ gia đình chi tiêu chăm sóc y tế thì vẫn là hộ gia đình chi tiêu thôi Đúng không Vẫn tính vào C luôn Và cuối cùng là hộ gia đình chi tiêu cho thực phẩm Thì vẫn là chi tiêu của hộ gia đình Đúng chưa nào Rồi nhá thì tóm lại cả ba cái này đều tính vào chi tiêu hộ gia đình đúng không? Thì đều tính vào gì? thành phần tiêu dùng trong GDP luôn Được chưa nào vì nó tính vào C này mà thì có phải C lại tính vào GDP không đấy thì cho nên nó sẽ được tính vào thành phần tiêu dùng trong GDP tất cả cái này luôn được chưa nào vậy chúng ta hãy chọn được đáp án D rất là dễ thôi Được không OK nhá câu một D tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 2 này một hình thức chi tiêu của chính phủ không được hiện để đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ hiện đang sản xuất thì được gọi là gì A là chi chuyển nhượng B là chi tiêu dùng C là chi đầu tư hay đây là tất cả trên đều sai được không? Đấy, đoạn này mình ghi thiếu đề thôi. Được không? Còn đây là tất cả đi trên đầu sai nhá. Đấy các bạn xem là nó đáp án nào. Đây chúng ta cùng xem này. Hình thức chi tiêu của chính phủ không được thực hiện để đổi lấy hàng hóa của dịch vụ đúng không? Tức là không phải nằm tiêu dùng thôi. Tiêu dùng chắc chắn sẽ là đổi lấy hàng hóa dịch vụ rồi đúng không? Thì tiêu dùng ấy, trên nào? Còn chi đầu tư chúng ta biết rồi đúng không? Chi đầu tư sẽ là gì? Mang tiền đi này, đầu tư này kia thì cũng phải cũng sẽ đổi được lấy đúng không? Đổi lấy một cái gì đấy. Như kiểu là ở cơ sở hạ tầng tốt hơn này, tức là hoặc là dịch vụ tốt hơn này, đúng không? Đấy cho nên ấy, sẽ không được nhá và phải là đoạn a chi chuyển nhượng. Tại sao mình đã nói với các bạn rồi đúng không? Đó là chi tiêu dùng và chi đầu tư ấy sẽ tính vào gì? Sẽ tính là chi tiêu chính phủ tức là tính vào cái gờ này, không? Để tính vào GDP. Còn ấy, cái chi chuyển nhượng thì sẽ không được tính vào cái gờ mình đã nói với các bạn rồi đúng không? Chi chuyển nhượng sẽ bao gồm cái gì? Chi chuyển nhượng sẽ như là trợ cấp này đúng không? Hay là trợ giá này các thứ thì nó sẽ không được tính vào cái chi tiêu của chính phủ Được chưa nào? đấy cho nên là không một đổi được hàng hóa dịch vụ gì đúng không? ở đây chỉ là gì? chính phủ này trợ cấp cho người dân chẳng hạn thì chính phủ đâu có nhận được hàng hóa dịch vụ gì đúng không nào? ok bạn hiểu này không? thế nhá, Để là câu 2. rất là dễ vậy thôi, chúng ta chọn đáp án A rồi đúng không nào? tiếp theo là chúng ta chuyển đến này câu số 3. câu số 3 là dung như sau, ờ, bạn này bạn do này mình không biết đọc tên trả tiền cho người cắt bãi cỏ của mình, trong khi mai thì tự cắt bãi cỏ của chính mình. câu nào sau đây là đúng với hai cái làm trên, được không? thì người ta hỏi là cái nào tính vào gdp thôi, để hôm nào thì đây ý a là gì chỉ các khoản thanh toán của bạn này này trả tiền cho người cắt bãi cỏ thì mới được tính vào gdp b là gì các khoản thanh toán của bạn này cũng như giá trị ước tính của các dịch vụ cắt cỏ của bạn này được tính vào gdp đấy còn c là gì cả khoản thanh toán của này và giá trị ước tính của dịch vụ cắt cỏ này đều không được tính vào gdp đúng không và đây là gì các khoản thanh toán này được tính trong khi giá trị ước tính của dịch vụ chỉ tính vào gdp nếu bạn này tự nguyện nâng cấp ước tính của mình về giá trị đó cho chính phủ ở đây mình đã nói các bạn rồi đúng không các bạn phải nhớ Đấy thì các bạn biết nhá nếu mà tự làm đây mình đã nói rồi nếu mà đi thuê ấy, phải trả tiền sẽ tính vào GDP còn nếu mà tự làm thì không có tính vào GDP được không đấy thì tức là gì các khoản thanh toán của ro này bởi vì bạn ro này đúng không trả tiền cho người cắt bãi cỏ tức là bạn ấy đã thuê người cắt bãi cỏ sau đó phải trả tiền thì ấy, khoản tiền đó sẽ được tính vào GDP được chưa nào đấy của bạn này là tự cắt mà tự cắt thì đâu có tiền gì đâu đúng không cho nên ấy, đây này giá trị được tính là cái gì đúng không tự cắt mà Đúng không? Ok nhá. Đã hiểu này không? Vì GDP chúng ta có 3 góc tính rồi. Cái này chúng ta tính theo góc gì? Tính theo pháp là tính theo góc tiền lương ấy đúng không? Mình có thể lên đây cho các bạn xem này. Các bạn có 3 góc tính mà. Thì đây. Góc thu nhập đúng không? Này nó gọi là góc thu nhập đấy, Thì các bạn biết rồi nó sẽ là tiền công, tiền lương đây đúng không? Đấy, tức là gì? Cái bạn đầu tiên ấy, bạn ấy thuê để trả tiền công, tiền lương thì tiền công, tiền lương sẽ được tính vào GDP, đúng không? Đấy còn cái bạn kia tự làm ấy đâu có tiền công, tiền lương gì đâu đúng không? Đấy, không có tiền công tiền lương thì chúng ta không thể nào mà có khoản nào tính vào GDP được, đúng không nào? Ok nhá. Đấy, tóm lại thì chúng ta sẽ chọn đáp án. Đó, đúng không? Cho đáp án là A, như thế nào? Các khoản thanh toán của bạn này thì mới được tính vào GDP thôi, còn bạn kia thì không được nhá. Ok không nào? Đấy, câu 3 rất là đơn giản vậy thôi, người ta cho đề dài, chúng ta sợ thôi, cho nên nó không khó, được không? Tiếp theo đến câu 4 này. Trong phương trình là gì? Y bằng C cộng Y cộng G cộng N Thì đây, có các đáp án như sau. A là gì? Y thể hiện tổng chi tiêu của nền kinh tế. B là gì? C thể hiện chi tiêu của hộ gia đình cho dịch vụ hàng hóa lâu bền. Và C là gì? Tất cả các biến luôn là số dương. Hay đây là tất cả trên đều đúng. Thì đây chúng ta thấy nhá. Để chúng ta loại trừ thôi. Đầu tiên là các bạn thấy này. Câu B này. C là gì? Thể hiện chi tiêu của hộ gia đình. Đúng rồi. Chi tiêu của hộ gia đình là đúng. Nhưng mà đây người ta nói là gì? Cho dịch vụ hàng hóa lâu bền. Tức là gì? Ý người ta lấy C này chỉ tính cho cái những cái dịch vụ hàng hóa lâu bền thôi. Thì có đúng hay không? Rõ đây là một câu sai rồi đúng không? thì chúng ta biết rồi C ấy là tất cả những khoản chi đúng không tóm lại chi của gia đình thì sẽ tính hết vào cái C này được chưa nào đấy nó còn có những khoản chi như sau các bạn thấy đúng không trên này này đấy câu một này các bạn thấy đây hộ gia đình chi thiết bị gia dụng này hộ gia đình chi tiêu chăm sóc y tế này hay là hộ gia đình chi tiêu thực phẩm này sau đó tính hết vào C mà đúng không đâu phải là nó có mỗi một cái là hàng hóa dịch vụ lâu bền đâu đúng chưa vậy B là không thể nào mà đúng được đúng không cái tiếp theo này chúng ta xem IC tất cả các biến luôn là số dương thì có đúng hay không thì C, I, ấy C, I, thì đúng là nó phải là số dương rồi Tuy nhiên các bạn thấy là NX này NX nó bằng cái gì? EX trừ IM đúng không? NX nhá NX nó bằng EX trừ IM Được chưa nào? Trừ IM Tức là xuất khẩu trừ nhập khẩu Đấy, trong nhiều trường hợp thì nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu mà Đúng không? Đấy cho nên cái này hoàn toàn có thể âm nhá Cái số này hoàn toàn có thể âm Chứ không phải là tất cả đều phải dương Đúng không? Cho nên IC này chúng ta sai Được không? Chúng ta hãy học cái này trong chương để, để mở sau Chúng ta biết được những cái điều này Được không? Ok nhá và đây là tất cả đều đúng thì sai rồi sai mất hai câu đúng đâu làm gì còn tất cả đều đúng nữa đúng không cho nên thì d sai luôn tóm lại ta phải khoanh ở nhà thôi y này sẽ là gì thể hiện tổng chi tiêu của nền kinh tế được không tổng chi tiêu nhá này hay gọi là gdp đấy các bạn biết đúng không biết có thể viết là y hoặc là gdp đều được Nghe chưa nào rồi nhá nó cũng là tổng chi tiêu của nền kinh tế thôi đây là theo pháp chi tiêu mà đúng không đấy đơn giản vậy thôi chúng ta xong câu 4 thôi nền nhà nhá tiếp theo đến câu 5 này câu 5 là giống như sau thành phố hà nội mua một chiếc xe cảnh sát sản xuất tại Đức trong tài khoản GDP Việt Nam thì giao dịch này tính vào đâu? Đây, A là gì? Chi tiêu chính phủ và xuất khẩu. B là chi tiêu chính phủ và nhập khẩu. C là xuất khẩu nhưng không phải chi tiêu chính phủ. Hay D là nhập khẩu nhưng không phải chi tiêu chính phủ. Thì các bạn thấy đây này, thành phố Hà Nội mua một chiếc xe cảnh sát đúng không? Xe cảnh sát ấy thì phải là gì? của chính phủ mua chứ không thể nào mà một người dân mua xe cảnh sát về lái chơi được đúng không? Không thể nào mà như thế được đúng không? Thì đó phải là chi tiêu chính phủ, được chưa? Thì trong đáp án nó sẽ phải là chi tiêu chính phủ là cái đầu tiên nhá. Chi tiêu chính phủ là cái đầu tiên đấy thì ICD người ta bảo là gì không phải chi tiêu chính phủ là sai rồi đúng không thì vậy là loại CD nhá còn ý AB thôi chúng ta đây là xem là chi tiêu chính phủ và xuất khẩu hay là chi tiêu chính phủ và nhập khẩu chúng ta thấy là gì mua một chiếc xe cảnh sát được sản xuất tại đức tức là gì từ đức mang về nước mình gọi là gì nhập khẩu đúng không vì nhập về mà chưa đâu phải xuất đi đâu đúng không xuất đi tức là chúng ta mang đi bán ở nước khác ấy có đây là chúng ta đang mua mà rất là nhập về đúng không đây này, tại đức tức là chúng ta phải nhập khẩu từ đức về đúng không vậy đây sẽ là gì chi tiêu chính phủ và nhập khẩu vậy đáp án b đơn giản đúng không rất đơn giản như vậy thôi được chưa nào xong nhá chúng ta đã xong câu năm rồi rất là dễ tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 6 này câu 6 giống như sau khoản mục nào dưới đây không được tính vào gdp trong năm nhớ nhá đây trong đề thi người ta hay hỏi câu như này này khoản mục nào không được tính vào gdp chúng ta phải rất là chú ý nhá không được tính nhớ như vậy đề nó vào đây không này thì chúng ta phải gạch chân nó để nhấn mạnh cái từ khóa của chúng ta đúng không để chúng ta sẽ biết là gì đây là tính hay là không tính để chúng ta có thể làm dễ hơn đúng không ok nhá đấy thì khoảng một nào dưới đây, đây là không một tính vào GDP trong năm thì chúng ta sẽ thấy này a này tiền lương của người cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình b là gì phải bán buôn c là cả a và b hay d là không có nào đúng thì đây chúng ta thấy nhá đầu tiên là A là gì tiền lương của người cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình tức là người ta đi làm đúng không đây này người ta làm giúp việc cho gia đình đấy và người ta được trả tiền lương thì rõ người ta biết rồi cái tiền lương này sẽ là cái khoản vay kép đúng không trong cái tính phương pháp GDP theo pháp là gì? Theo pháp thu nhập đúng không? Cho nên ấy câu A sẽ được tính vào nhá, cho nên ta không phải nào chọn là câu A được. Đúng không? Người ta hỏi không được tính cơ mà. Được chưa? Không được tính, chứ không phải là được tính. Thì qua được tính rồi, cho nên ta không chọn nhá, nhớ như vậy. Thế cho hỏi B là gì? Bài bán buôn ở chợ Đồng Xuân thì C là cả A và B thì cả C A và B là sai rồi đúng không? Vì A đã sai rồi mà. Thì chúng ta phải chọn là B nhá. nãy mình đã nói với các bạn rồi, nó là gì? GDP chúng ta chỉ tính vào ấy những hàng hóa gì, những hàng hóa dịch vụ cuối cùng thôi. Đúng nào? Đây mình đã nói rồi, bán lẻ thì mới được tính vào GDP, còn bán buôn thì không được tính vào GDP nhá, bởi vì chúng ta thấy này, vài bán buôn ở chỗ Đồng Xuân này rất là những cái người mua vải bán buôn này về người ta sản xuất ra gì? Quần áo. Đúng không? Hoặc là khăn gì đấy. Tóm lại là sản xuất ra một hàng hóa khác để bán, đúng không? Sau khi bán thì cái này được tính vào GDP. Thế chưa nào? Rõ ràng là nếu mà chúng ta tính cái này vào GDP, sau sau đó ấy, người ta làm ra quần áo lại tính GDP nữa nó bị lặp hai lần đúng không? Không phải nào như thế được. Được chưa nào? Ok nhá. Tóm lại phải bán buôn thì không được tính vào GDP. Còn hiểu này không? sau khi người ta sản xuất quần áo ta bán thì mới được tính là GDP thế đó đơn giản đúng không Ok nhá vậy là câu 6 mình đã bảo các bạn rồi nó phải là hàng hóa dịch vụ cuối cùng Vài bán buôn là hàng hóa dịch vụ trung gian sẽ không được tính vào được không giả sử người ta phải bán lẻ chẳng hạn thì chúng ta sẽ tính vào GDP Ok nhá đấy đấy là xong câu 6 rồi này thế tiếp theo ta đến câu 7 tổng sản phẩm quốc dân đang người ta bắt đầu hỏi về tổng của quốc dân rồi GNP đúng không của Việt Nam đo lường thu nhập cái gì thì mình đã nói rồi đúng không GDP nó quan tâm đến quốc gia đúng không còn GNP quan tâm đến gì quốc tịch thế chưa nào đấy tức là GNP nó sẽ là quốc tịch nhá tóm lại của Việt Nam tức là gì cả người Việt Nam ở mọi nơi đúng không sản xuất ra cái gì đấy thì nó chính là GNP của Việt Nam thế chưa nào rồi nhá chúng ta thêm này đo lường thu nhập của cái gì a mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong nước và nước ngoài b mà người Việt Nam tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam c là gì của khu vực dịch vụ trong nước hay đây là của khu vực sản xuất vật chất trong nước thì chúng ta biết rồi đúng không đấy mình đã nói rồi GNP sẽ quan tâm đến gì quốc tịch đúng không tức là cứ người Việt Nam xuất ra được không cần biết ở đâu đúng không vậy là đáp án A đây này mà người Việt Nam đây nó bảo là đo được thu nhập nhá mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong nước và cả nước ngoài đúng không nào đấy tóm lại cứ là người Việt Nam xuất ra sẽ được tính vào GNP của Việt Nam được không đấy không cần quan trọng là trong nước hay là nước ngoài đúng không? ok nhá đấy tóm lại cứ về người Việt Nam là được được chưa đấy là câu 7 A rất là dễ thôi đúng không tiếp theo là câu 8 này câu 8 đây mình thấy trong đề thi này người ta cũng rất hay hỏi về câu như này lợi nhuận do một công ty Việt Nam hoạt động tại Nga tạo ra được tính vào cái gì đấy người ta sẽ xem người ta là có hiểu không hiểu GDP và GNP như thế nào không ấy thì mình đã nói rồi đúng không GDP sẽ là gì trong một quốc gia còn GNP sẽ là trong một quốc tịch tức là gì đây là gì đang hoạt động tại Nga đúng không đang ở tại Nga đúng không mà các bạn biết rồi đây sẽ được tính vào gì GDP của Nga được chưa nào nhớ nhá các bạn biết tại sao không thì mình đã nói rồi đấy GDP là chỉ quan trọng trong một quốc gia thôi người Việt Nam sản xuất tại Nga ấy thì vẫn là GDP của Nga thôi đúng không Tuy nhiên đây là người Việt Nam Cho nên sẽ được tính vào đâu GNP của Việt Nam Có hiểu này không Đấy Mình đã bảo rồi GDP quan trọng quốc gia Còn GNP là quốc tịch Ở trên nào Chúng ta đang sản xuất tại quốc gia Nga đúng không Thì nó sẽ tính vào GDP của Nga Nhưng mà ấy, đây là người quốc tịch Việt Nam sản xuất Cho nên sẽ được tính vào GNP của Việt Nam Được không Đấy Tóm lại tay trường các thôi GNP của Việt Nam và GDP của Nga Chưa Xem nào GDP Việt Nam là sai rồi Cả GDP Việt Nam và GNP Việt Nam thì sai đúng không? GDP nó là tính vào GDP của Nga cơ. GNP của Việt Nam và GDP của Nga đúng rồi. Đây là đáp án D đúng không? Rất là dễ vậy thôi. Chúng ta đã xong câu số 8 rồi nhá. Dễ đúng không nào? Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang câu số 9. Nội dung nào sau đây được tính nhá. Ok, được tính vào thành phần đầu tư của GDP thì các bạn biết rồi. GDP sẽ bằng là C cộng Y cộng G các thứ đúng không? Y cộng G và cộng cả NX. Trong đó NX bằng X trừ M nhá. Thì các bạn biết rồi đây. Nó sẽ là gì? người ta hỏi là nội dung nào đây được tính vào đầu tư tức là tính vào cái y này này đúng không đấy y nhá đầu tư là y thì ra xem này a hàng tồn kho b chi xây nhà máy c chi cho thiết bị kinh doanh như thiết bị hàn hay d là tất cả ý trên thì đây nhá đây sẽ là tất cả ý trên được không nào đấy các bạn biết rồi này chi xây nhà máy thì cũng là gì đầu tư thôi có ràng là có nhà máy thì chúng ta mới có thể là uh, đầu tư được đúng không sản xuất được được chưa nào ok nhá và tương tự thì xe gọi chi cho thiết bị kinh doanh này đấy thì cũng là đầu tư đúng không và hàng tồn kho nhá thì cũng là một khoản đầu tư tức là gì người ta đầu tư rồi và được những cái hàng hóa này và chưa bán được thì gọi là hàng tồn kho đúng không sau này bán được mà đúng không thì nó vẫn gọi là đầu tư nhá ok đấy thì đây là câu 9 chúng ta chọn đi d đúng không nào rất là dễ như vậy thôi ok tiếp theo chúng ta cùng chuyển đến câu số 10 này câu số 10 xuất khẩu rong bằng cái gì đó thì cái này rất là dễ thôi đúng không xuất khẩu ròng ấy thì nó sẽ là gì xuất khẩu trừ nhập khẩu thôi đúng không? Đấy, xuất khẩu dòng nhá. Đó là NX ấy, đúng không? NX bằng là gì? Xuất khẩu trừ nhập khẩu. Đúng không nào? đã mình đã nói rồi mà. Đấy thì các bạn sẽ lấy thôi. Đây này, đáp án B đúng không? Khẩu dòng sẽ bằng là xuất khẩu trừ nhập khẩu, đơn giản thế thôi, đúng không? Thì đấy là câu 10 nhá, chúng ta chọn án B, rất là dễ thôi. Tiếp theo đến câu 11 này. Khi tính toán chi phí của dầu hàng hóa dịch vụ được mua bởi một người tiêu dùng điển hình, giá trị nào sau đây thay đổi từ năm này sang năm khác? Đấy, tức là người ta hỏi là giá trị nào thay đổi từ năm này sang năm khác đúng không? A là gì? số lượng hàng hóa và dịch vụ đã mua b là gì giá của hàng hóa và dịch vụ c là hàng hóa và dịch vụ tạo thành giỏ hay d là tất cả trên đều đúng thì chúng ta thấy nhá đây là gì tính toán chi phí của giỏ hàng hóa và dịch vụ đã mua bởi nhờ tôi dùng điển hình đúng không thì đây số lượng hàng hóa và dịch vụ đã mua rõ ràng là đây người ta hỏi là thay đổi từ năm này đến năm khác đúng không thì số lượng có thể thay đổi từ năm này sang năm khác được không được đúng không đấy giả sử là đây, năm trước thì gia đình có nhiều người đúng không thì chúng ta mua nhiều nhưng năm nay dụ con đi du học rồi chẳng hạn Đấy, không về chẳng hạn đấy thì chúng ta biết sẽ là ít hơn đúng không ok nhá b này giá của hàng hóa dịch vụ thì chúng ta biết rồi nó sẽ bị ảnh hưởng bởi lạm phát này đấy hay là những cái tác động khác mà làm cho giá tăng lên hoặc giá giảm xuống tùy từng thời kỳ đúng không trên giá của hàng hóa dịch vụ cũng sẽ có thể thay đổi từ năm này sang năm khác đúng không đấy mà chúng ta biết là a b đều được rồi rõ ràng là bản d thôi đúng không đây mình sẽ nói thêm là c ấy nhá hàng hóa và dịch vụ tạo thành giỏ đúng không thì cái hàng hóa dịch vụ tạo thành giỏ hàng hóa ấy, thì rõ ràng nó cũng có thể khác đúng không như kiểu năm trước à, uh, muốn cái này nhưng mà năm sau lại thích cái khác đúng không ok nhá đấy vậy là câu 11 chúng ta chọn đáp án D rất là dễ vậy thôi được không nào tiếp theo chúng ta chuyển đến câu 12 này câu 12 là giống như sau nếu chỉ số giá tiêu dùng là 88 vào năm 2009 95 vào năm 2010 và 100 vào năm 2011 thì năm cơ sở phải là năm bao nhiêu thì đây nhá trong đề chúng ta tập ấy, ở đây mình lại ghi thiếu này người ta còn cho một cái nữa người ta còn cho một cái là gì 105 Đấy, vào năm 2012 nhá. Đấy các bạn mở sách tập thì các bạn có thể thấy đúng không? 1005 và năm 2012. Đấy sau đó người ta vẫn hỏi chúng ta là nhá, thì năm cơ sở là năm bao nhiêu đúng không? Thì các bạn nhớ cái này giúp mình. Chỉ số giá tiêu dùng ấy, đây, chỉ số giá tiêu dùng là CPI đúng không? CPI nhớ một cái này giúp mình nhá, năm gốc. CPI năm gốc nhá, bằng 100, Đúng không? Đấy, thì các bạn cứ thấy cái nào bằng 100 thì nó là năm gốc thôi, được không? Chứ không phải là cái năm xét đầu tiên đâu. Các bạn thấy là năm 2009 nói đầu tiên các bạn tưởng 2009 năm gốc Tuyên không phải. Đấy các bạn chú ý cái này ghi lại cho mình nhá. Trong lý thuyết mình quên chưa nói với các bạn cái này. Nhưng mà ấy, nó có một cái lý thuyết này đó là CPI năm gốc luôn bằng 100, được không? Trong bài tập ấy khi nào vào chữa như câu bài tập tính toán ấy thì mình sẽ chứng minh cho các bạn cái điều này, được không? Tóm lại là CPI năm gốc thì luôn là 100 nhá. Các bạn thấy là gì? 100 vào năm 2011. Vậy đây, năm 2011 nó sẽ là năm gốc rồi. Dễ đúng không? Ok nhá. Tiếp theo chúng ta đến câu 13. Câu 3 nội dung như sau. CPI là thước đo chi phí tổng thể của hàng hóa và dịch vụ được mua bởi ai? A là gì? Một công ty điển hình, B là chính phủ, C là một người tiêu dùng điển hình, hay D là tất cả trên đều đúng. Thì các bạn biết rồi đúng không? Nó sẽ được, được mua bởi gì? Được mua bởi một người tiêu dùng điển hình, đúng không? Đấy mình cũng đã thấy này, các bạn cũng đã thấy này. Trên đây, trên câu 11 đúng không? Người ta nói rồi này, khi tính toán chi phí của dầu hàng dịch vụ đã mua bởi một người tiêu dùng điển hình, đúng không? Đấy, thì nhá, đây là chúng ta phải tính được mua bởi người tiêu dùng điển hình chứ không phải là bởi một công ty hay là chính phủ hay là tất cả đúng không? Chỉ là một người tiêu dùng điển hình thôi để chúng ta tính cái CPI. để chưa nào? Ok nhá. Đấy là câu 13 chúng ta rất đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo này chúng ta sẽ chuyển đến hai câu cuối cùng. Hai câu cuối cùng của chúng ta là câu 14 và câu 15, Đúng không? Thì đầu tiên là chúng ta đến với câu 14 nhé Câu 14 nội dung như sau: Việc tính toán chỉ số giá tiêu dùng và tỷ lệ lạm phát theo thứ tự gì? A là chọn năm gốc, đấy cập nhật giỏ, xác định giá, ước tính giá trị của giỏ, tính chỉ số, tỷ lệ lạm phát. B là gì? Chọn năm gốc. Uh, cố định giỏ xác định giá các thứ đúng không tóm lại là người ta chỉ thay đổi một số bước ở trong cái kia thôi và mình đã chỉ cho các bạn trong lý thuyết rồi đúng không thì đây nhá các bạn sẽ phải chọn được đáp án là gì đáp án C đúng không ok đấy chứ không phải là trong góc trước đây mình sẽ cho các bạn xem lại phần lý thuyết này đó là gì tính toán chỉ ở giá tiêu dùng và tỷ lệ phát nhá thì đây chỉ các bạn trong kiến thức cuối cùng trong nội dung phần lý thuyết rồi đúng không đây này tỷ lệ phát đó làm sao tính cuối cùng đúng không sau khi tính CPI rồi thì chúng ta mới tính tỷ lệ phát đúng không đây còn đây các bạn thấy này các bước tính chỉ số giá tiêu dùng nhá thì nó sẽ là đầu tiên là lập hàng hóa đúng không? đấy chứ không phải là gì chọn năm góc đúng không? đấy mà bước một là chúng ta lập hàng hóa luôn năm góc là được chọn từ trước rồi được chưa nào bước hai bảng quyền số bước ba tính giá bình quân bước bốn là tính chỉ số giá đấy, bước năm là chỉ số giá cấp vùng này rồi bước sáu là tính chỉ số giá cả nước thì nó như là cpi đúng không? đấy rõ ràng ở đây chúng ta biết rồi đúng không? Thì chúng ta phải chọn được cái đáp án là đáp án c nhá đầu tiên là cố định này xác định giá này thế là tính toán giá trị của giỏ hàng hóa này đấy, xong cuối cùng mới là đây chọn năm gốc rồi tính toán chỉ số và tỷ lệ được chưa thế nhá đấy còn lý đề các bạn biết tại sao sai không đây này người ta bảo tính chỉ số lạm phát ngay từ cái bước thứ ba chứ là không tính được đúng không mình đã bảo các bạn rồi sau khi điều được cpi thì mới tính được cái chỉ số lạm phát đúng không mà đây người ta mới xong bước hai chưa tính được cpi đã đòi tính lạm phát rồi thì là sai đúng không cái này nó không phải nào ở đây được chưa nào đó là cuối cùng như này đúng không để câu 14 nhá rất là dễ vậy thôi tiếp theo là câu 15 này thì lạm phát được tính A bằng cách xác định lượng thay đổi của chỉ số giá so với kỳ trước. B bằng cách cộng các mức tăng giá của tất cả hóa dịch vụ. C bằng cách tính toán mức bình quân gia quyền với mức tăng giá của tất cả hóa dịch vụ. Hay D là gì? bằng cách xác định tỷ lệ phần trăm thay đổi của chỉ số giá so với kỳ trước. Rõ ràng đây là gì? Đây là án D đúng không? Các bạn nhớ không? Tỷ lệ phát ấy mình đã chỉ các bạn trong lý thuyết rồi. Công thức đó sẽ là gì? CPI, CPI năm t đúng không? Rồi trừ đi gì? CPI 5t trừ 1 đúng không? t 1, sau đó chia cho gì? chia cho CPI, CPI đấy. 5t 1 đúng không? sau đó nhân 100 phần đúng chưa nào? đấy, đúng không? thì các bạn thấy là gì? nó sẽ bằng cách gì xác định tỷ lệ phần trăm thay đổi của chỉ số giá so với kỳ trước bằng công thức như này, đúng không? chứ không phải là bằng cách xác định lượng thay đổi. đây là gì? tỷ lệ phần trăm mà, đúng không? chúng ta biết rồi này, công thức này là để tính tỷ lệ phần trăm, đúng không? cho nên không phải nó là a được, cộng thì cũng không phải, đúng không? tính toán bình quân thì cũng không phải, ở đây các bình quân đâu? Được chưa nào? Ok nhá. Đây câu 15 cũng là câu cuối cùng trong phần trắc nghiệm chương 2 này rồi. rất là dễ thôi, đúng không nào? Ok nhá. Vậy qua đây mình đã chữa cho các bạn hết tất cả phần trắc nghiệm trong sách bài tập rồi. Nó cũng rất là dễ như vậy thôi, được không? Đó, đơn giản vậy thôi nhá. Thì bây uh, giờ mình hôm nay đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo thì mình sẽ cùng các bạn là chuyển đến cái gì phần trước bài tập đó là trả lời đúng sai và giải thích nhá. Đó, thì các bạn biết rồi trong đề thi nó cũng sẽ có cả trắc nghiệm trả lời đúng sai. Thế các bạn rất cần phải nhớ đấy và thường ấy nó cũng hỏi giống trong các chương thôi cho nên mọi người làm quen với các chương ấy thì mọi người đi thi rất là ok được không nào rồi nhá đấy và mình cũng sẽ chứa cho các bạn ở phần tiếp theo nữa là chứa những người câu bài tập được không nào đó lại mình sẽ chứa hết cho các bạn được không vậy video ngày hôm nay đây thôi nhá xin chào lại các bạn trong các video tiếp theo các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá bye bye mọi người bye